thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Hà Giang năm 2017, đã có rất nhiều các sản phẩm đặc trưng thuộc các vùng miền của tỉnh Hà Giang đã được trưng bày, giới thiệu nhằm quảng bá về một Hà Giang bản sắc hội tụ, tiềm năng hợp tác và phát triển. Trong cái hội nghị lần này ấy, thì mình cũng thấy là thường trực tỉnh ủy và thường trực ủy ban cũng rất là quan tâm hỗ trợ cho doanh nghiệp về cái quảng bá về trong cái hội nghị xúc tiến đầu tư này. Công ty có ký hợp đồng bao tiêu với các hộ dân trồng cam ở khu vực của huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên. Các hộ dân đấy trồng cam đạt theo tiêu chuẩn cam sạch Việt Gáp. Đối với huyện Hoàng Su Phì của chúng tôi thì hiện nay là chúng tôi đang tập trung nỗ lực chỉ đạo và phát triển các hợp tác xã, doanh nghiệp để sản xuất chế biến chè theo nhiều cái tiêu chuẩn khác nhau. Và hiện nay đặc biệt là tập trung chứng nhận sản phẩm chè của chúng tôi là sản phẩm organic EU. Chúng tôi khẳng định để xúc tiến cái thương mại cũng như là thị trường trên thế giới thì bằng cách là chúng tôi cơ cấu lại toàn bộ những cái công nghệ sản xuất cũng như là các cái chứng nhận của quốc tế đang được ưa chuộng và tốt nhất để đảm bảo cho phát triển cây chè của huyện Hoàng Su Phì. Đến với hội chợ xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2017, tỉnh đoàn thanh niên đưa đến hội chợ gian hàng là chợ điện tử bán các hàng nông sản thực phẩm của Hà Giang, các sản phẩm thanh niên khởi nghiệp của Hà Giang, các cái hợp tác xã khởi nghiệp, các doanh nhân trẻ khởi nghiệp và đặc biệt là các cái nông sản thực phẩm của người Hà Giang đã sản xuất ra. Trong thời gian tới thì tỉnh sẽ quan tâm nhiều hơn nữa và tổ chức nhiều các cái hội nghị xúc tiến đầu tư để làm sao mời gọi được nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn đến đầu tư tại tỉnh, cũng như là tạo ra các cái mối liên kết, mối giao thương, kết hợp hợp tác đầu tư và đặc biệt hơn nữa là để mà thúc đẩy cái hàng hóa của tỉnh được giới thiệu ra các cái tỉnh bạn rồi là có thể ra các cái môi trường quốc tế.